bất ngờ sau bữa ăn cưới của cụ ông 80 và cô vợ 28 tuổi. Đến Ba Vì hỏi thăm nhà ông Nguyễn Hữu Trọng, ai cũng nhiệt tình chỉ đường. Bởi ông không chỉ nổi tiếng vì bốc thuốc chữa bệnh mát tay mà còn vang danh khắp nơi khi ở tuổi 80 vẫn lấy được cô vợ trẻ. Ông không ngại kể về mối tình có một không hai của mình. Tôi lấy vợ năm 80 tuổi, khi ấy vợ tôi mới 28 mà lại là gái tinh. Năm nay ông Trọng là 91 tuổi. Chuyện tình đổ lệ của ông Trọng vấp phải không ít lời bàn tán, thậm chí mỉa mai chế giễu của thiên hạ. Tuy nhiên, ông vẫn quyết lấy cô gái xứ Mường này về làm vợ. Ông nhớ lại, vợ tôi quê ở Phú Thọ. Khi học xong sư phạm, cô ấy không theo nghề, lại xin vào trang trại trồng cây thuốc của tôi để làm. Có lẽ đây là mối duyên trời định. Tôi đã từng 3 lần đổ vỡ hôn nhân và nghĩ rằng không thể đi thêm bước nữa. Nhưng khi gặp Thoan, cành cổi của tôi dần dần bị cô gái trẻ chiếm giữ. Tôi thường hay làm thơ vui, téo táo để tỏ tình, và cô ấy lại say đắm vào những vần thơ ấy. Ngày đó tôi cũng không tìm hiểu gì nhiều, khi quyết định cưới cô ấy mới đưa tôi và họ hàng về nhà. Trên đường đi, cô ấy nói nhỏ vào tay tôi thú nhận, bố em ít tuổi hơn anh. Tôi cũng bối rối và khi đến nơi, tôi xưng với bố vợ là anh và tôi. Nhưng tưởng gia đình Loan sẽ phản đối, nhưng khi bố vợ tương lai gieo quẻ xong, vỗ vai con rể và nói, được rồi, anh chồng ơi. Khi đó anh chồng vui mừng cười lớn, từ nay tôi phải gọi ông là bố vợ rồi. Và rồi nhà gái tổ chức đám cưới nhanh chóng, khi đó cả hai chưa kịp chụp ảnh cưới. Chúng tôi chỉ chụp vài bức làm kỷ niệm và đặt tại bàn cưới. Cô ấy không mặc váy cô dâu, cũng chẳng trang điểm cầu kỳ. Tôi cũng phân vân vì điều này, nhưng cô ấy nói không cần, cô ấy muốn hóa trang làm sao cho ngang tầm với tôi. Khi chúng tôi mặc xong trang phục, tôi để chế độ, chụp ảnh, rồi chúng tôi ôm nhau cười thật tươi để có bức hình cưới này. Dù đã hơn chục năm, nhưng bức ảnh cưới của ông chồng và vợ vẫn được treo ngay ngắn ở phòng khách. Ông bảo treo ở phòng khách để khoe với mọi người, dù già vẫn lấy được vợ trẻ và sống hạnh phúc. Năm nay ông chồng ngoài 90, nhưng giọng nói vẫn sang sảng, khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn và thường chí dõng đọc thơ tình cho vợ nghe. Ông chồng nói, đó cũng là bí quyết giữ lửa gia đình của ông. Ông chồng chia sẻ, vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Ngày vợ tôi có bầu, ai cũng đoán già đoán non có phải con tôi không. Tôi nghĩ bản thân mình mới biết được, chứ bên ngoài châm lửa thì mặc kệ họ. Đến khi hai đứa lần lượt ra đời, lớn lên giống bố như đúc thì không còn ai bóng gió được nữa. Vợ chồng tôi hiểu nhau từ chuyện ăn uống, công việc cũng như dạy dỗ con cái. Trong cuộc sống của chúng tôi chưa bao giờ có những tiếng cãi vã nhau. Anh Trọng chăm con còn khéo hơn cả tôi nữa đấy. Năm nay anh Trọng đã 90 nhưng tính tình vẫn còn như 40 tuổi mà thôi. Anh ấy thường chia sẻ với tôi hãy coi chồng như một người bạn, người tình, người cha thì mới có thể sống với nhau lâu dài được. Chị Thoan chia sẻ, chia tay gia đình ông chồng khi đã xế chiều, trong tâm trí của chúng tôi vẫn vương vánh hình ảnh đẹp về một tấm ảnh cưới có 102 đó.